giành nữ sinh tài sắc vẹn toàn của đường lên đỉnh Olympia 2024. Trần Khánh Dung, trường Trung học phổ thông Lương Ngọc Quyến, Thái Nguyên. Hậu duệ của Khánh Vy gây sốt khi trổ tài nói lưu loát 5 thứ tiếng Anh, Trung Quốc, Tây Ban Nha, Nga, Hàn Quốc trong phần giao lưu mở đầu tại cuộc thi tuần 2 tháng 1 quý 2 đường lên đỉnh Olympia. Ngoài đời, nhờ khả năng giao tiếp tự tin cùng vốn ngoại ngữ phong phú, Khánh Dung còn đảm nhận vai trò MC cho các sự kiện, cuộc thi tại trường. Mới đây nhất, Dung giành giải nhất cuộc thi hùng biện tiếng Anh do Thành đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Thái Nguyên cùng trường Trung học phổ thông chuyên Thái Nguyên phối hợp tổ chức. Nguyễn Ngọc Như Thảo, trường phổ thông Năng Khiếu, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, giành được vòng nguyệt quế trong trận tuần 1 tháng 2 quý 2. Dù không được thuận lợi trong phần khởi đầu, nhưng về sau, Như Thảo đã có cú lội ngược dòng và giành chiến thắng trận thi tuần đầu tiên trong năm Giáp Thìn với 195 điểm. Nguyễn Thùy Trang, trường Trung học phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai, Hà Tĩnh, gấp mặt trong trận thi tuần cùng với Như Thảo, từng giải đúng từ khóa ở phần thi vượt chướng ngại vật và vươn lên dẫn đầu. Tuy nhiên vì thiếu may mắn nên Trang về nhì với 175 điểm. Tại phần mở màn, nữ sinh thể hiện tài năng nhảy múa điêu luyện trên nền nhạc K-pop. Được biết, Trang rất tích cực tham gia các câu lạc bộ, hoạt động ngoại khóa của trường và các tổ chức quốc tế. Đinh Thúy Ngân, trường Trung học phổ thông Hương Cần, Phú Thọ, cùng thi đấu tại trận thi tuần với Trần Khánh Dung, gây ấn tượng bởi vẻ ngoài thanh lịch, phong thái tự tin và tài năng ca hát. Nữ sinh đã có màn thể hiện khá suôn sẻ tại phần thi khởi động. Tuy không giành chiến thắng nhưng Thúy Ngân vẫn khiến dân mạng truy lùng danh tính sau màn hát xoan đặc sắc. Ngân từng giành giải nhiều cuộc thi hùng biện tiếng Anh do Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ tổ chức.